chào các bạn. Hôm nay các bạn có biết là ngày gì không? Hôm nay là ngày birthday của Lân 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 Trần Trần. Đây, hôm nay và Lân Trần có hai cái bánh. Một cái bánh này là ở Lân về đây kìa. Lân ơi, tới đây. Tôi sẵn tôi nói cho bà luôn nè. Còn tới đây, đây. Trời ơi, Lân ơi, Lân tóc về cái thích ngoạn. Qua đây nè. Đây, rồi, tôi nói cho bà nghe luôn. Đây là bánh của Hạnh, Hạnh Vũ ở Philadelphia, người mà hay tặng đồ ăn cho nhà mình á. Đây là Hạnh Vũ đặt cái bánh tặng Linh Trần. Cảm ơn Hạnh. Đây là cái bánh của Thiện Trương. Cảm ơn Thiện. Còn cái này mới ghê. Tôi đặt cái này ngon chứ. bà nhớ là tôi đặt không? Tôi đặt là tôi đãi bà này không? Xong rồi nhờ Thiện Trương đi lấy. Thì Thiện Trương đến, thì Thiện Trương kể đi. Kể đi lấy thì sao? Là em đến lấy, chị đã cho 25% discount rồi. Xong chị thối tiền ngược lại. Xong rồi em ra xe em ngồi rồi. Cái chị đem tiền ra, chị nói thôi chị tặng chị Thơ cái này là ủng hộ CD mới, CD Xuân. Trời là coi như dĩa này là không lấy tiền luôn. Dĩa này là coi như là tôi tính đãi bà ai nhà đâu. Chị nói chị tặng, chị ủng hộ CD Xuân. Và đây là chủ nhân của nhà hàng Tân Cảng. Đó, ở nhà hàng Tân Cảng nha. Các bạn Cam Tấm cũng đã giới thiệu qua mấy lần là chị Ngọc ở nhà hàng Tân Cảng. Ngay đường New Hope với First. Với lại đường First. Bà. Cảm ơn chị Ngọc nha. Ôi! Trời ơi, cái này ngon nè. Cam Linh đã quá kìa. Trời ơi, cái này ngon nè, phải ăn cho nóng nè. Trời đã quá. Ngon quá, có đồ chua kìa. Ăn đói bụng đó. Trời quá thèm quá, đẹp thèm quá thèm. Phải bỏ ra cái tô thôi. Đúng rồi. Không cho mỗi người một cái chén nhỏ. Ngon xuất sắc coi chưa? Lớn luôn, sinh nhật Linh Trần lớn luôn. Đã ngoại ha. Quá trời rồi. Đã. Đẹp quá. Em cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều, đã cứ tặng hoài, chị trước tặng rồi giờ tặng nữa làm ngại chết luôn à. Nói chị cảm ơn chị Ngọc đã là ủng hộ CD cho em, mà mặc dù CD em chưa có ra, khoảng trễ lắm đó, đầu tuần sau là ra đó. Trễ lắm đó, đầu tuần sau rồi. Thêm một miếng xào cua. Thêm một khay miếng xào cua nữa. Trời ơi, sinh nhật đâu có ai đâu. Trời ơi, chảy nước miếng rồi. Còn nữa, còn nồi bò kho nữa. Đúng rồi, còn nồi bò kho nữa các bạn. Chút nữa đem lên đây rồi chiếu luôn nha. Rồi bây giờ mình chờ Trizy Phương Trinh tới. Trizy hẹn 6 giờ. Trizy hẹn là 2 giờ rưỡi qua nhà Trizy á, dắt bà Linh Trần qua để Trizy make up. Mà cuối cùng bà không chịu. Bà nói thôi, tôi không chịu đâu. Để cho tôi tự nhiên đi, tôi không chịu make up đâu. Xong cuối cùng thôi bà Gigi tới ăn được rồi, tối bà tới ăn rồi khỏi có make up đó, thấy không? Linh Trần tự nhiên làm tóc đẹp chưa? Thấy mới được tóc đẹp chưa? Tóc về đó rồi, bả tự động bả đi cắt tóc, bả làm tự làm đẹp cho bả về. Vậy mà có gỏi nữa nè, không dẫn mình đi làm tóc với trời gỏi nữa, mà khoái nhất là món này nè. Chưa gì bà Linh, bả đang sửa soạn qua đây. Thì sao? Có người nói là Cam Linh về việc đi nhà rồi hả? Nó chưa, ở đây còn đây. Hey, hello. Chưa có sửa soạn, thôi đi cho sửa soạn đi. Cảm ơn các bạn. Chưa sửa lặng cũng bắt ra ai đây. Ai hỏi mình vậy? Là có mình người hỏi Cam Linh về việc đi nhà rồi hả? Đó. Nhưng mà Thiện hỏi là khi nào chị Linh dọn qua đây ở luôn. Thiện hỏi chừng nào dọn qua đây ở luôn. Để về bán nhà cái đó. Ừ. Để về bán nhà câu hỏi nào cũng không biết trả lời. Là tại vì mình cũng cancel vé rồi, mình cũng chưa mua vé lại, mình cũng không biết là mình quyết định như thế nào nữa, thì cũng phải về là bán cái nhà. Vậy là chị Linh bây giờ được gọi là until further notice. Đúng rồi, chờ ngày thông báo thôi. Rồi xin mời vô ăn. Khoan ngồi giữa. Khoan đợi xíu. Chị Linh ngồi giữa chứ. Thôi chứ. Ai chia cách vợ chồng. Thử đường cho ảnh cái. 158 ok. Ơi trời ơi, bớt đây.
Đây Tiên thôi qua chơi nha Tiên. Rồi đây chụp hình nè. Đồ ăn ngon không? Ngon quá. Ngon quá có ăn không? Có. Thiệt. Ai cho anh ăn? Đại tôi chết. Không tin tưởng á. Không tin tưởng á. Không tin tưởng á. Chó cặn. Chó cặn. Anh là mấy bị liễu theo em. La mẹ mày. Coi lại. Đã có một đứa liệu ở đây rồi. Tự nhiên la mẹ mày. Em liệu rồi trời. Bà chưa có nghe đâu, để sinh nhật của bà, ngày sinh nhật bà được kể cho bà nghe cái chuyện này. Mới tức thì xảy ra. Chó được. Chó rồi, lên chó đừng có đường. Chó được, mà má đi rồi, mà chị Linh nó chạy hả? Không, chị không có chạy. Má với chị đứng chỗ mà nó cũng cắn á má. Nó cứ nhảy ra. Má tách ra má đi, nó đâu theo má, đâu theo gì không nè. Tại vì chị muốn đứng chung á, thì nó cứ nhảy hai người. Cái chị mới phải tách ra để cho má đi qua một bên kia. Cái nó rượt theo mình. Cái mình chạy về nhà á. Chạy cái... đang ngủ không, mình đi từ từ về nhà. Trời ơi, càng chạy nó càng ngủ. Không có chạy. Con đâu có chạy má. Trời ơi, bà chạy vô trong nhà mà đóng cửa cái băng cái. Cái con chạy ra, tôi mở cửa ra cái cửa không có đứng ngay cái hành lang. Chạy lên tới hành lang luôn. Trời không ơi. Có chạy, nhưng mà vậy nè. Mình tới nhà mình rồi, lúc mà mình lên trên cầu thang á, rượt theo lên cầu thang á, nhìn thấy lại đứng chiếc chân đó là. Đứng chiếc chân nó cũng cắn luôn. Nó không cắn đâu. Mà cái chuyện nó giật mà. Nó không cắn nhưng mà nó mừng quá, nó leo lên mặt. Nó leo lên mặt lên mày mình sợ. Cái xong cắn, không nhưng mà nó cứ tròn vô người mình hoài mà nó có cắn nữa, cái sợ quá mới đi từ từ, nó cứ đi theo, hỏi thăm, cứ đi từ từ nó đi theo. Ông Quang trước để kể cho nghe, cái mình mới về tới nhà được rồi, cái nó đi theo mình tới nhà luôn, nó cứ đi từ từ mà nó cứ nhào nó đi theo mình, cái xong cái mới nhảy lên cầu thang được rồi, thì mình quay lui mình thấy nó cũng chạy theo, nó cũng nhảy lên cầu thang nhà thôi đó. Cái nó thấy Quang ngồi đó, nó ngừng lại, nó nhìn Quang, nó không chạy theo tôi nữa, nó không có chạy. Quang có sủa không? Sao anh sủa nó chạy mất? Quên. Trời quên. Cái sợ sủa định la mình sao? Cái xong thờ quá thôi không? Cái xong cái mới sợ nó chạy theo á, lúc đó nó dừng lại rồi, cái mình mới chạy vô nhà luôn, tại mình sợ nó rượt theo mình nữa. Cái lúc đó mới chạy á, lúc đó mới chạy vô cái nhà, đóng cửa lại một cái đằng, sợ nó đi theo vô trong nhà luôn á. Thấy ha Quang ha, nó chạy lên cầu thang luôn á. Mặn dễ thương mà, anh chó mặn thiền. Chó hiền mà, mà nó bự lắm, nó nhảy lên mặt chó mình luôn. Chó lùn mà, anh chó lùn. Nhưng mà nó nhảy cao. Chó đó là con chó mặt xệ á, nhớ không? Nó bá xệ lắm. Nhưng mà nó cũng giống hơn, giống con buôn lên, con buôn đất hả? Bộ đồ của chị nó dở hầy luôn á, nó nhảy lên trên người mình, nó cạp vô mặt mình luôn á. Mà nó giỡn á, mình sợ. Nó cắn cái tay mình, nó giật ra luôn mà. Mà con với má đâu có dám chạy ha. Nó bị chuồng nó sợ quá. À, nó mừng quá, nó làm mình sợ. Mà mình hét để cho chủ nhà người ta ra, người ta bắt nó vô. Chứ không làm sao mà nó không nhảy với người con nữa má. Nó cứ nhảy mà mình thì sợ chó thấy mồ luôn á. Thôi mời má vô nha, vô đi. Mời má vô ngồi đi ăn để cho ăn qua. Cả nhà mình ăn trước đúng đi, giờ nè. Biết tới bao giờ. 6 giờ mấy rồi. Cho ăn đúng giờ đi. Hết. Sinh nhật thứ 15 của... Linh Trần, tạ ơn Chúa là Chúa đã cho tất cả chúng ta được bình an đến ngày hôm nay và rất là hạnh phúc. Chúc mừng Linh Trần. Bây giờ em mới biết tên chị Linh đẹp vậy luôn á. Lobster rất là ngon. Mà các bạn nào muốn ăn tôm, cua nướng muối ớt với lại lobster thì order về ăn với số điện thoại là 714-531-5146 nha các bạn. Rất là ngon. Đâu? Hôm nay sinh nhật bà, tôi mới cho bà uống á nha bà Linh. Tôi cũng cho bà uống á. Ngon chị Linh. Bữa nay sinh nhật đặc biệt chị mới uống á nha Linh. Bình thường chị không uống đâu. Bữa nay sinh nhật bà đặc biệt tôi mới uống á nha bà Linh. Cái bình thường tôi cũng uống luôn. Bây giờ tới bà Tám kể
kể chuyện con chó. Hôm nay sinh nhật bà Linh tuổi con chó. À. Cho nên mới kể chuyện con chó. Trời ơi, sinh nhật em ngày hôm nay chị bị con chó nó làm cho chị khủng hoảng tinh thần luôn. Tôi kể cho bà nghe. Kể cho Thiện nghe nè, kể cho anh Tiên nghe nè. Không có kể cho má hả? Má chứng kiến rồi. Ủa, không kể sao? Cho Cam Linh cũng không kể cho má luôn. Ủa? Tại chuyện những người này ta chưa có biết. Kể đang ngồi trong nhà đang nghe điện thoại, đang nói chuyện điện thoại một cái chị kia, chị đang khóc mà chị đang tâm sự với mình, chị đang khóc tội nghiệp chị lắm. Chị nói tội trong vòng 2 năm mà chị vừa mất mẹ, chị vừa mất con. Ừ. Ra đi hết. Trời ơi. Mẹ chị ra đi rồi, con của chị ra đi luôn, ra đi hết hai người luôn. Mà má chị thì lớn tuổi rồi, còn con chị thì bị bệnh mà bệnh một cái bệnh rất là hiếm hoi, người nào có bệnh rất là lạ. Thì trong vòng chưa tới 2 năm ba chị thì bị stroke đó. Chị đang trời buồn quá, chị khóc, đang khóc chị nè. Mình đang an ủi chị, dạ trời ơi chị cũng mạnh mẽ lên nha này kia. Xong rồi đang nói tự nhiên nghe một cái tiếng hé. Mà vừa chạy vừa la. Ở ngoài sân, từ ngoài sân là nghe tiếng hé. Trời ơi có chuyện gì vậy? Cái không biết. Có chuyện gì vậy? Cái không biết nghe. Tôi mở cửa ra, tôi mở cửa nhà mình. Tôi đứng lên, tôi nói ôi cái gì vậy? Thấy bà Linh mở cửa. Mà chạy vô nhà mà nó có cái băng lại cho tôi. Cái gì vậy? Nó trộn Kim Ngân nhẫn lẽ rượt. Nhẫn lẽ gì? Đi rượt. À cũng đã tỉnh Kim Ngân. Thì tôi tưởng là bà đi bộ ngoài với má chắc chị Kim Ngân chỉ rượt. Bà nhớ kỳ này bà đâu quay phim đâu mà chị Kim Ngân chỉ rượt chỉ nữa. Cái chỗ gì vậy? Con chó nó rượt, con chó nó rượt. Cái tôi mới mở cửa ra, tôi mới nhìn ra. Tôi thấy một con chó nó đang đứng cái này. Còn ông Quang này đang ngồi ngay đó rồi. Con chó nó đứng trên thềm luôn. Nó đứng nó nhìn tôi nè. Trời ơi cái gì vậy? Bà nói chuyện với chó luôn. Cái gì vậy? Đứng đây luôn vậy? Xong cái đứng nó nhìn tôi nè. Xong cái tôi nhìn cái cây bà toàn của ông Hoàng. Để ra đó, cầm cái cây tôi nói mày đi chưa? Mày đi chưa? Cái xong cái nó chạy xuống. Nó thấy cái cây tôi cầm cái cây, nó chạy xuống. Còn chị Linh thì nói nó chạy xuống. Má! Má! Má đừng có đi! Má đừng có ra! Lúc đó bà ngoại đứng ở trong cái cánh cửa đây nè, bà ngoại chui lắm đó. Thì thấy bà ngoại to chạy lên mở cửa đi ra ngoài. Cái chị Linh nói má đừng có ra, nó chạy tới má đó, má đừng có ra. Rồi xong má đi ra, cái con chó nó thấy má đi ra, nó đi xuống, nó chạy qua bà ngoại. Cái tôi cầm cái cây tôi chạy theo. Tôi nói ê không có được cắn má tôi nha mày. Tôi chạy theo cầm ba thon. Lúc đó là thấy hàng xóm bên này ra, hàng xóm bên này ra. Trời ơi, hai ba hàng xóm ra. Có chuyện gì vậy, chuyện gì vậy? Cái xong cái chị Ánh đi ra. Cái con chó nó thấy chị Ánh ra, cái nó chạy tới chị Ánh. Cái chị Ánh nói ê mẹ, mày coi mày nhà ai vậy? Trời ơi, tôi thấy nó có chạy tới Hơ nữa. Có Hơ nói mày dám cắn tao. Cầm cái cây không, nó chạy tới chị Ánh xong là thất tám mới chạy tới bà ngoại. Tấm đứng nó nói má đứng nó đi, má đừng có chạy nó chạy theo á. Cái Tấm tới gần bà ngoại, Tấm cầm cái cây cabaton, Tấm đứng. Cái nó tới chạy qua Tám tiếp, nó nhìn Tám nè. Cái xong cái Tấm đưa cây lên nè, đi. Cái xong cái nó còn chạy tới chứ. Cái Tấm lấy cái cây Tấm quơ nó đâu dám quánh nó, quơ cho nó sợ. Cái hồi cái nó chạy đi, nó chạy đi. Cái đó má đi vô nhà đi, má đi vô nhà. Xong má đi vô nhà. Trời ơi, có con chó mà làm thế ghê. Trời ơi, nó cứ nhảy lên người mình, nó cắn. Trời ơi, cái xong cái lúc đó vẫn còn on phone với cái chị đó. Cái chị nói gì vậy em, cái gì vậy em chị không biết chuyện gì xảy ra. Trời quá ha. Trời ơi, buồn với chị nha. Trời ơi, nó cười nó cuối cùng nó xong xuôi rồi. Chị mới nói thôi được rồi, có gì chừng thôi em lo cho nhà em đi, rồi có gì chị gọi lại sau nhá. Dạ ok chị. Rồi cúp máy luôn. Thiệt tình luôn á. Thôi vô chúc mừng sinh nhật Linh Trần. Cam Linh bị chó cắn. Trời ơi. Vô. Bạn nói á, là sao qua Cali mà sao bị khủng hoảng tinh thần hoài vậy?
tưởng là lạc vô cái rừng cái vườn chó sói rồi vô thấy quần của bà Linh nó thì dơ hầy, áo cũng bị dính dính cái gì là bà nó con chó nó leo lên đó. Chó nó leo lên chân quả không, nó nhảy lên người luôn, nó vồ lên đó. Sao á, không nhiều đứa nó được ra ngoài á, nó vui á, nó vui chứ không phải là nó đang cố tình nó attack mình đâu. Đúng rồi nó mừng cho tôi sợ, nó thấy người lạ nó mừng. Nhưng mà em mà thấy chó là em đứng yên chỗ, chị với má đứng yên rồi mà nó cứ nhảy với hoài sợ quá không vậy là nó mừng. Cái mình mới bò với giờ cứ đứng đó cho nó nhảy vô người hoài là mình giấm tưởng tượng lúc thì đứng một chỗ mà lên trời cho người ta ra mà nó cũng càng hét nó càng nhảy vô mặt mình luôn sợ quá. Mà Linh nó chạy á, thoải mái sao Linh chạy vô nhà bò đi từ từ đó. Không cũng vậy, mình đi từ từ luôn á, thấy Linh la cũng có Linh giỡn đó. Tại mình hét để cho chủ nhà ra bắt nó vô. Trời chủ nhà đâu gặp chó đừng hét. Dạ hả? Gặp chó đừng hét, tại vì nó sẽ bị hoảng. Làm gì nó cắn mình á. Không, một là chị đứng im một chỗ là nó sẽ không im lặng luôn. Mời chị quỳ xuống ta lại mà. Còn một chữ mà hầu hết con chó nào cũng hiểu là chị kêu stop là nó ngưng à. Coi bữa nào mà con chó là nó kêu stop. mày không stop tao cắn mày. Đó không. Bây giờ mày không có được cắn tao, mày mà cắn tao tôi cắn lại. sợ liền. Hôm qua ngồi im re thấy chó, ngồi im re dòm chó không nói tiếng nào. Đang coi kịch mà. Tự nhiên im re đang nghe nhạc. Kìa, ai? Chị Thao. Trời ơi Thao. Trời ơi, thấy trời ơi con. Vô đây. Có quay vô ăn nè. Trời ơi làm cái bánh nữa rồi kìa. Trời ơi. Cái bánh nó nhiều vậy. Không, con mới đi làm về, về trễ. Mà sao làm bánh được. Nói con ăn đi con, nhiều đồ ăn lắm con. Kêu mấy đứa ăn hôm đi. Hôm nay con thích ngọt không thôi. Hôm nay có nước ngọt thì thôi, nguyên chai bự luôn anh thôi. Làm project không có qua được. Có bò kho chị Kha, bỏ bây giờ vậy hả? À bò kho chiều Thiện nó ăn rồi, dễ gì. Thiện còn ăn bò kho chiều ngon không? Ngon. Ngon kìa. Xuất sắc luôn. Em nấu bò kho hả Linh? Ai nấu? Mình nấu chứ. À bà ơi. Quýnh rồi. Thôi nè ăn con. Ăn nhà rồi hả? Có mày lớp tơ nè con. Mực nè chị Thao, mực hấp. Mực hấp mày lớp tơ, cá bóng chiên giòn, gỏi ngó sen, chân gà, rút xương, miếng xào cua. Ủa bà no thì sao? Từ từ tôi dễ lao, chút tôi ăn bà. Anh thấy bữa nay bà lên Trần làm tóc đẹp không tè? Bà đẹp quá. Đẹp. Tóc bồng bềnh ha. Làm đầu à? Tiện á. Tiện nào? Hôm nay Nhật Linh mới chịu lên video nha. Mình chịu ngồi đầu luôn chứ bộ. Linh như đi cắt tóc luôn. Chốn không được cái gì chốn hả? Vừa cắt vừa làm tóc đẹp với Linh. Sấy thôi à chứ đâu có làm. Cũng cắt tóc hả? Ừ, cắt. Hôm nay bà Chi Di bà kêu tôi bà make up cho bà Linh Trần mà chị bà không chịu. Bà Linh Trần không chịu. Đi Linh. Không chịu giờ quá rồi tới sinh nhật rồi làm gì nữa. Hôm qua ăn được hả? Bà kho. Nhưng mà đâu ăn được bánh mì. Đây dạ. Là cái bánh mì baguette. Mua tất cả năm ổ hả má? Dữ trời ơi, còn ăn. Xấu hả? Anh lấy gì? Ai cho anh cầm bánh mì mà anh lấy cầm. Nhặt mì. Thôi. Đó chứ. Ăn nhiều. Ồ. Tới. Vô đi đi. Đây ngồi ăn. Ngồi đâu bên đó hả? Ngồi bà tám. Ngồi sát chưa? Sao? Trời ơi, chị Di. Thôi tôi tưởng là mặc áo trái tự nhiên có cái đường này không bữa lên kiểu nó vậy. Sao bà sinh nhật mà đẹp vậy? Mà thấy mặt tôi hôm nay đẹp không? Sao vậy?
hỏi có đẹp không thì như hỏi là không vậy lòng mi lộng lẫy lắm tại sao đẹp lần nào lỏng đẹp chị tôi hỏi bà là hôm nay bà thấy tôi đẹp không là bà phải trả lời yes or no tự nhiên cái hỏi sao vậy làm sao sao ý là mà tại sao bà phải hỏi tôi tại vì lần nào tôi thấy bà đẹp tôi mới hỏi thì lần nào cũng đẹp là ai make up cho bà hả không tôi tự làm vậy nhưng sao phải sao trả lời nhưng mà bà biết tại sao không hôm nay tại sao hôm nay tôi đẹp hơn bình thường không tại sao là tại vì hôm nay á đáng lẽ là tôi dành thì giờ tôi make up cho Linh Trần phải không nhưng mà rồi Linh Trần cuối cùng không chịu. Thành ra là tôi tự tôi make up cho tôi luôn một hồi bà phải chiếu close up cho mọi người thấy cái make up của tôi hôm nay. Tôi tự làm luôn nhờ tại vì Linh Trần không chịu make up nên tôi tự make up cho tôi quê quá quê quá tự làm cho mình luôn dám chê cái gọi là cái tài cái tài nghệ make up của tôi em tự tự làm đi làm tóc đó không đó là hôm nay đi làm tóc như vậy là cái mặt phải make up lên đó mà không chịu rồi ủa hôm nay chị có hôm nay Christy với lại chị Khanh không tới hả rồi bà chưa biết vụ chị Khanh hả không rồi ôi chị Khanh bị con mắt á rồi leo vô trong đó đó giờ leo là cái gì zona đó. Cái bệnh zona đó cái con nó ăn cái bệnh single á single oh, cái bệnh single hả ủa bệnh nó vô trong mắt mình được luôn hả từ mắt nó đi ra nó ai mà chữa ăn trong mắt á oh my god nhưng mà lần trước chị bị chị đi mổ mấy lần tại vì nó cứ bị không chị bị mổ có một lần à mất kỳ này là tại vì đi mổ mới phát hiện đúng rồi kỳ này là tại vì chị đi mổ con mắt cái đắp cũng mà chị mắt đắp lại xong chị đi mổ thì mới phát hiện được là cái con nó trong đó rồi cuối cùng giờ sao bây giờ đỡ chút rồi nó có ăn ra ngoài không thì nó ăn ở trong nó đang ăn ở trong đó nhưng mà bây giờ ok rồi bây giờ đỡ tôi mới nghe đau bệnh nhưng mà không hiểu nó làm cái gì đau dữ vậy hả mà bây giờ bà phải đi chích cái đó đi nha trên 50 là được đi chích cái đó rồi. Đó hai mũi tôi có nghe nói tôi đang đi ăn xính mà xin ngày mai xin chích nè xin chích cái đó nè. Được nghe nói trên 50 gia đình chích hả thưa? Dạ bác sĩ gia đình. Cái đó mà để mà không chích mà nó có là đau lắm luôn á. Tao nói cái đó đau kinh khủng. Nói chung là trên 50 là người phải chích đủ thứ. Hả? Rồi còn gì nữa không? Cái đó nào em bị rồi không? Nó bị rồi hồi nào? Nó bị rồi con đi xin thuốc về mới xếp á. Ồ nó bị ngay ở chỗ này nè. Nó bị ngay đây nè. Đúng rồi. Mà má có đau không? Đau lắm. Cái con trôn nó không có sức tới hết đúng không? Hả? À, trời ơi, đâu có nhớ đâu tao. Ồ vậy là cô cũng bị rồi hả? Ừ. Nó bị đúng rồi, má bị ngay ở. Tại vì má không với cái đùi. Má bị ngay với cái đùi. Má không biết chứ. Mà nó như thế nào? Cái bệnh nó như thế nào? Giống như là nó có cái cục nó nổi mấy cái hột á. Oh. Cái hột mà nó giống như một đợt nước á xong nó bể ra đến đâu nó lan đến đâu. Trời ơi vậy đó hả? Mà nó rất là ngứa và rất là nhức. Ồ. Ừ. Mà lý do để tại sao ai cũng có cái con đó đó mới bị ha. Thì có nghĩa là trên 50. Không, con nít, con nít nó cũng bị luôn. Không. Con nít là nó bị cái gì á, nổi trái rạ đó. Còn người lớn là cái này. Nổi trái rạ là chicken pox. Ồ. Còn cái shingle này là 50 trở lên mới bị mới mấy cho nên là 50 mới người ta mới cho chích. Hiểu không? Không hiểu nữa nhưng mà là vậy á. Không biết nữa. Nhưng mà hồi đó tôi bốn mấy tôi cũng bị mà. Bà đã phải bị shingle đâu bị. Có, tôi bị shingle. Rồi biết nó là shingle. Biết người ta nói tôi. Tôi bị ngay đây luôn nè. Rồi vậy hả? Nhưng mà ấy nhau chữa liền được. Cái đậu xanh sống á, hột đậu xanh á. Nhà nhuyễn trong cái miệng. Đắp lên. Không lấy cho đắp lên. Thì của mình luôn. Wow. Đắp lên cho nó khô luôn. Trời ơi cháu. Dễ cháu. Cô giáo đi vòng qua đây chào trình diễn khán giả cái cô giáo dạy đường guitar đó bà vậy à đó cô giáo nào đẹp chưa chào mấy bạn đi hello rồi qua ăn đi cho nổi nổi hơn bớt đi rồi
Bữa nay ta thấy tôi mặc quần đỏ, áo đen không? Cái áo này là đáng lẽ bà, bà đưa cái quần, cái quần này trên hơi giống giống cái tôi có đó. Tôi mới mua. Dạ. Dạ. Hèn chi đứa hôm nay bà mặc đồ sao trẻ trung vậy? Bình bắt thường, trước bà đó. Bình thường tôi thấy bà cái tao bà nó khác hẳn à. Ê bữa nào bà lấy quần đó mặc, tôi mặc giống Trang bà đi. Hả? Tôi có. Bà, lên, lên, lên. Nhờ bé Ti nó rủ chị rủ thơ đó. Là thành spa của bé Ti luôn, chứ không phải là bởi vậy mới thấy khác. Nhưng mà hôm nay bà nói tôi là bà đi ra để mua đồ cho Linh không sao, cuối cùng bà mua cho bà. Không, bà mua một cái luôn. Mua cho bà một cái. Bà mua cho bà Linh một cái thôi. Nhưng mà bà mua cho em bịch, bà mua cho bà ăn bịch, xong chị Linh bịch nữa. Ừ, yeah. Con gái. Bà con gái à? Bà cây đấy. Thì bà chọn mà, bà lựa mà. Một cái áo khoác. Áo lạnh. Trời ơi, tôi dắt bà đi 3-4 chỗ, bà không có lựa được một cái nào luôn. Bà Nana cũng dắt vô nè. Không có sai gì sao? Dress cũng dắt vô, express cũng dắt vô. Trong cái hộp với lại không đủ sai. Cái hiệu gì dress, dress. Bà Nana. Không phải bà Nana tính rồi. Cái hiệu gì express thì cũng có vô vô đó. Một cái hiệu gì nữa đó. Dress, dress gì đó. Dress, dress. Get. Guess đúng guess, rồi. Guess. 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 Vô mấy tiệm luôn á. Rồi xong mà bà không có ta chọn được một cái nào á. Cuối cùng vô Zara cái gì? Chọn một cái là không quá lạnh. Đó, trong khi tôi mua quá trời luôn. Thì cũng mua quá trời luôn. Rồi sale sao bà mua dữ vậy? Sale nào cũng 19-20 đồng. Ờ, vậy hả? Nhưng mà cái đồ của bà Linh thì là 40 chứ không phải 20 đó. Muôn trăm mà nguyên đóng đồ từng luôn. Rẻ vậy hả? Rẻ lắm. Áo này 15 đồng nè. Quần này 15 đồng nè. Cái quần này có 15 đồng nè. Nguyên cái bộ bộ tôi có 30 đồng. Rẻ quá ha. Chết về. Ăn con. Vô ăn con mày lấp thơ nè con. Đi đâu á? Đi rồi. Ăn no chưa? Nó coi hả? Ai vô xuống á? Chị Di, chị Di có khăn giấy chưa? Rồi sắp sửa ra mắt CD phần gấp thành phần khách mời của chương trình ra mắt CD nhạc xuân của Hà Tám Cam Thơ là ca sĩ chính là Cam Thơ, ca sĩ khách mời đặc biệt là TG Phương Trinh. Tôi đâu biết nhạc xuân, tôi đâu có nhạc xuân. Nhưng mà bà là khách mời đặc, ca sĩ khách mời đặc biệt trong chương trình của tôi và người MC là Karen Khanh Trần. Và Linh Trần là cameraman và thêm một người khán giả cuồng fan cuồng của bà Tám Cam Thơ là Kitty hả? Vậy thôi. Chị quên quần áo rồi. Quần áo stylist là Thiện Chương. Thôi lúc đó sẽ like trên kênh bà Tám Cam Thơ trên YouTube bà Tám Cam Thơ. Sẽ like trên đó sẽ thông báo về rất sau nha. Là bằng cái phone thường thôi hả? Vậy thôi á. Chứ sao? Phone ta Pro Max đàng hoàng á. Chứ bà muốn làm sao? Bà muốn chương quốc quy là chim cho bà hả? Quan trọng là hình rõ hay không là... Không, quan trọng hình rõ khi mà bà đã mắc CD á thì phải có ít nhất là hai máy, một cái máy nó quay nguyên người, rồi cái máy quay cận. Thì cái đó phải mướn anh Minh. Anh Minh khoảng mấy trăm đô để làm. Dễ thôi. Có gì đâu mấy trăm đô mà chỉ phải nói giờ có đồng bọn nào sponsor cho cái tiền quay không là thiếu gì nữa. Thôi vì mình hát thì mình sponsor luôn. Với lại quay cái đó phải có wifi mạnh. Phải có wifi mạnh đó. Chỗ bạn có wifi mạnh không? Ai tên đồ wifi không mạnh. Wifi không mạnh đâu, wifi không mạnh sao làm nữa đâu. Cái những người làm á là họ như có sẵn lần trước Huy nó kết nối một cái mạng riêng mà nhớ không? Lần trước là ở Zcafe mạng nó bị, lúc đầu mình làm nó bị yếu xong nó cúp. Sau đó Huy mới kết nối một cái mạng nào đó thì khi mà nếu người ta làm livestream chuyên nghiệp người ta sẽ có cái đó. Hết cái bình. Nên là bà hỏi Huy để xem Huy có giúp được không? Hay là có nên lý cho mình chứ không? Huy bây giờ sao có thời gian làm mấy cái đang căng thẳng rồi.
mà làm như YouTuber ngồi đó suốt ngày em Hoàng đó, thì cũng chỉ làm một ngày một lần thôi, đâu quay một lần thôi chứ có chứ phải quay cả ngày đâu. Người quay cả ngày mà. Dạ. Bà đây. Quay mở mắt vậy là quay tới ngủ thôi. Ngày xưa đó gọi phone cho bà rất là dễ, bây giờ khó lắm. Hay là nhắc cho bà đợi đến khi nào bà xong cái clip xong rồi bà nhớ thì bà nhắn. Đợi đến mấy tiếng sau mới trả lời. Còn nhiều, không, khi, nhiều khi là ngày sau mới trả lời. Nhiều khi bà đang quay á, là bà bấm decline hoặc là bà gạt lên cái lát bà coi. Bà nhớ là bà coi, bà không nhớ là thôi. Không thôi là đợi sau 12 giờ mới đi ngủ. Xích xích cái camera gần gần lại tí xíu đi. Hơi bị xa phải không? Ừ, hơi xa, sợ cái tiếng nói nó không có. Đó. Rồi bây giờ xong rồi đó, ăn uống xong rồi đó. Happy birthday. Dọn dẹp đó, dọn dẹp rồi xong rồi. USB của Tấn tặng cho bà Bảy. USB, tại bà nói là xe bả không có CT cho nên là phải làm USB. Có mà. CD. Không có CD. Bà có CT. Nguyên cái thành phố nằm không? Cho nên là tặng cho bả cái USB. Xe chị đâu có CD, chỉ có USB thôi à. Nay chị đi đâu mà chị phải rời đây sớm? Thì có công chuyện đi chứ đi đâu trời đất. Đi đâu hẹn hò ai? Dịch mà đi ha. Hẹn hò ai? Hẹn hò gì đang mùa dịch này mà hẹn hò với ai? Dịch đâu có sao đâu, đeo khẩu trang cũng được. Đeo khẩu trang rủi rồi chứ hẳn mình gặp người ta xong rồi chứ hẳn gặp cái chàng nào có đôi mắt đẹp là đẹp xong cái là mê mẩn xong cái lúc chàng mở khẩu trang ra nguyên cái miệng hôi là hôi. Trời bà nói tôi nhột mà. Tự nhiên mà nói người ta bịt khẩu trang xong rồi mở ra cái miệng hô bắt đẹp miệng hô tự nhiên cái nhột dễ sợ. Nếu mà chị nhìn thấy cái khẩu trang nào phồng ra nhiều á là không gì mà không phải mình mày nhột Hoài Tâm nghe chừng Hoài Tâm. Tôi đâu nhột bằng Hoài Tâm tại là Hoài Tâm này cho nên mùa này Hoài Tâm cũng tránh đi hẹn hò nhiều Hoài Tâm nha. Mình chạm bây giờ mình dẹp mình hết cái bít đen lên chồng đi rồi. Happy birthday thôi, còn bên đó vẫn Linh Trần 15 tuổi. Công nhận Linh Trần nhìn vậy mà cũng già ghê vậy đó. Có 15 tuổi mà kêu người ta già. Nhỏ hơn con luôn mà. Happy birthday to you. Quang, ngưng. Gì? Ông Quang. Trời ơi. Tưởng gì hết. Anh Quang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Chúc Linh Trần mãi mãi tươi vui như cô gái Hà Lan. Dễ khỏe. Ngoại mà ngoại chúc Linh Trần giống Hà Lan là sao? Trẻ khỏe như cô gái. Khỏe ở bên Việt Nam á, quảng cáo rồi bà ngoại chúc Linh Trần sao? Chúc con năm này có tin mới. Trời ơi. Mà tin mới là cái gì? Tin vui là chúc y chang như con nói luôn nè, cái này chúc Linh Trần năm nay sẽ lấy được chồng. Tin vui chứ đâu biết tin vui là tin gì đâu. Rồi anh. Anh chúc đi. Nó còn nhỏ mới 15 tuổi. Anh chúc Linh đi. Anh nói đi. Chúc Linh có nhiều sức khỏe. Trẻ đẹp. Có tin gì không biết nhưng mà thôi cứ vậy thôi ha. Cứ gọt ổ vậy ha. Rồi chú đi. Rồi hôm nay tôi tới đây không tự tôi không biết mua cho Linh Trần gì lần cái kỳ khứt trước là mua được một cái áo là tôi đã thấy là tôi đi tìm cái ngày tôi mệt lắm rồi nên hôm nay tôi nói thôi năm nay sinh nhật tôi lì xì ok ơi, lì xì coi như là
là muốn làm gì làm, lấy tiền này đi mua thi sao cũng được. Rồi hôm bữa con không có tới sinh nhật, dự sinh nhật của cô được, cho nên hôm nay con cũng gửi cô chúc quà. Rồi, 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 rồi. Bé kết chúc cô Linh sao? Đang giỏi đi, đang giỏi đi. Chúc cô Linh dồi sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, hay đi chơi với mẹ nhiều hơn, lúc nào cũng qua chơi với con, dụ con uống bùa bà chứ không ai dụ con uống bùa bà hết. Con mới nói với lại cô Linh là giờ con với cô thi đua coi như là ai xuống cân được mau nhất. Còn kêu đi cô Linh đủ không ta? Cô Linh mày phải vậy nha. Quên mình ta Linh phải cầu nguyện thổi nến rồi nãy giờ. Từ đang hết nến. Lát nữa cầu nguyện xong tại vì nó hết nến á. Rồi bây giờ cầu nguyện. Nó nấu cô Linh. Đang khô biết thổi một cái tự tin thôi nha. Cũng được hả? Còn không thì bạc phải không? Quạt. Rồi anh cộng 8 trở lên. Ướp đi, để ướp rồi đã. Ướp mai cho chồng ha. Anh cộng 8 nhưng mà mở khẩu trang ra chắc trước dạ. Quạt mấy kia luôn, quạt luôn. Thổi luôn anh Linh. Thổi luôn rồi đi. Rồi ai muốn chúc Linh Trần thì chúc nha. Hồi nãy chị lì xì cho Linh rồi á nha. Cảm ơn chị. Chúc Linh là luôn luôn tươi trẻ hoài vậy nè. Rồi Cam Linh. Tán chị đi với em á, chị ôm em chị chắc chúc cái gì á. Giờ chị nhớ chị chúc lại hả? Chúc gặp chó. Vì chị phải nghe câu chuyện gặp chó. Chó. Đó, gặp con đó. Chó cắn. À. Năm nay chị giúp gặp chó tôi đứng yên tôi chạy. Đủ thứ là mình có luôn hả? Lúc qua đường về tới nhà. 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 Đường về tới bà chạy vô bà la tới nhà luôn. Bà đứng lại nhảy tới nhà quá mà trời ơi sợ luôn. Rồi cháu chúc mơ lên cái gì đổi cái bao này không có bao với lệ trên đây cho nó đẹp nên là phải đổi bao. Mất cái cửa lớn rồi. Mất cửa lớn biết rồi. Má sao mất cười dữ vậy? Cười lớn lên nó không có bị né. Vậy là sao mà chó mà chạy lên rồi thôi còn cháu chưa chúc rồi chúc lên Trần đàn thiệt là nhiều bài được càng ngày càng đàn giỏi. Cảm ơn cô giáo. Đâu rồi cái đàn là ta đâu rồi à, để coi Linh đàn đến đâu rồi. Bà có biết là tôi tặng cho bà Linh Trần cái đàn không? Thiệt á hả? Nè. Quyết định đi học đàn thật hả? Đây đi xem móng tay coi. Cái đàn guitar của đại đội ba là Linh Trần tặng cho Linh Trần cái tay guitar nè. Wow. Đó. Đã chơi Linh Trần sẽ làm nghệ sĩ đó, bà biết không bà Chi Chi? Chuẩn bị làm nghệ sĩ đó. Chưa có học. Nói bà đánh bài vậy em không có hoang đi rồi tôi hát cho Chi Chi nghe nè. Chúc đi giờ này chưa. Thôi cỡ để chúc lại Chi Chi nè. À chứ. Nè chúc Linh nè luôn luôn là tươi trẻ ha. Là đàn hay nè. Rồi gì nữa? Cái gì nữa? Mau có tin vui nha. Rồi, chết chắc chừng năm nay chết rồi. Lạc nhắc. Hôm nay là sinh nhật của Linh Trần, anh nào cũng rước Linh thì làm ơn rước lẹ vô. Đúng rồi. Có anh nào nói đi tôi làm mai cho. Anh nào muốn? Là giơ tay lên. Linh Trần năm nay 15 tuổi. Rồi người rất là hiền lành, tốt bụng. Rồi buổi sinh nhật của Linh Trần tạm ngưng tại đây và xin mời Linh Trần có một vài lời với các bạn khán giả của bà Tám Cần Thơ. Cảm ơn bà ngoại. Cảm ơn chị Linh, chị Thao.
ai nữa. Cái gì cười? Đâu, tôi đang ôm ngoại cười mà. Vậy thì ôm Linh Trần. Hai mình cũng ôm nhau. Hai đứa, hai người kia ôm nhau. Cảm ơn bà ngoại, cảm ơn chị Linh, chị Thao, Chi Di. Cảm ơn anh Quang, anh Thiện. Cảm ơn anh Thiện. Cảm ơn Châu. Đặc biệt không có đặc biệt. Không có đặc biệt. Nãy giờ bà không cảm ơn tôi gì vậy? Thì đó, nhưng mà cảm ơn quý cô chú với anh chị, các bạn và các cháu đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến em trên Facebook với YouTube. Đặc biệt cảm ơn bà Tám Cam Thơ đã tổ chức sinh nhật chưa từng có. Chưa từng có rồi đó. Từ ngày có Chí Khôn đến giờ chưa có sinh nhật. Có, năm ngoái cũng cái có. Đó là tôi với bà. À, à riêng thôi. À, từ nhỏ lớn bà mới có cái sinh nhật này á. Ừ. Chưa? Từ ngày có Chí Khôn đến giờ. Chí Khôn hả? Lại Khôn lại gì? Ai có Chí Khôn vậy là bữa giờ nó không có Chí Khôn à. Nhà bà Tám Cam Thơ mới có cái bữa ngày hôm nay. Là năm, tại vì nhờ chị qua đúng không mới có cái ngày 51 tuổi nhờ. Mới có buổi tiệc sinh nhật vậy nè má. Ôi ô thôi kệ, 51 tuổi ha, 15 tuổi ha, 51 rồi nè. Ôi quên, 15 tuổi. 15 tuổi mà được cái sinh nhật hoành tráng má ha, cũng được má ha. À, nó cũng chú vậy. Một lần nữa chúc Linh Trần thêm một tuổi mới thiệt là cái đẹp. À, sống 500 tuổi làm ăn phát tài vui vẻ. Linh Trần lúc nào cũng vui vẻ với lại với lại sẽ có người yêu ha ma ha. Sẽ có người yêu, người yêu không, để nói là các bạn biết không, chỉ có cái video này á là đặc biệt là cái gì không, tại vì chỉ có video này đó là Linh Trần mới ra mặt thôi đó, xuất hiện trên video của bà Tám, toàn là background mà còn không á hả, là trốn không à, phải bao nhiêu cái gì đặc biệt lắm á, là coi như phải ghê lắm á, như là mấy hiện đó giờ là toàn là thấy tiếng mà không có thấy hình. À thì bây tiếng giờ tự không có tiếng, thấy miếng à, nghe tiếng mà không có hình. Bữa nay là hiện hình là luôn, là hình có tiếng có hình, hiện hình hay hiện hồn cũng nhờ chị Linh á. Chị Linh ngồi khoác vai em cái em hết run á. À giờ phát nữa. Anh mà muốn nhìn thì nhìn cho kỳ đi, cho mai mốt. Mới nói hay ghê chưa? Anh nào nhìn muốn nhìn thì nhìn cho kỹ đi cái clip này nha. Còn bắt đầu sau cái clip này là ông thấy mặt Linh Trần đâu, bạn thấy tiếng không à, thấy trốn không à. Đó, thấy chưa? Năm sau hẹn gặp lại. Khó lắm mới thấy được mặt mà Linh Trần nha, không phải giỡn đâu. Năm một lần mà đã hẹn. Mà hên xui coi năm sau bà Thơ bà có làm không còn. Làm chứ sao không làm? Không, chị á thì nói. Chị thì có ý kiến như vậy. Thật sự Linh Trần rất là dễ thương và Linh Trần là rất là tốt. Linh Trần có nhiều nickname. Cái thứ nhất là Thánh Ổi, cái thứ hai là Dũng Sĩ Diệt Cháy. Tốt Linh nhất. Bích. Hả? Linh Bích nữa hả? Danh của Linh là Linh Bích. Vậy là ba hả? Một mới đầu làm Linh Bích, là sau bộ, sau đó là bộ. Là Linh Hột Mít. Hột Mít là bà đấy. Thứ ba là Linh Ổi, Linh Thánh Ổi. Thứ tư là Linh Dũng Sĩ Diệt Cháy. À. Rồi giờ cái thứ năm thì chưa biết cái gì nha. Ok, rồi bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại. Bye. Các bạn nhớ đăng ký kênh bà Tám Cam Thơ nha. Cảm ơn. Thank you. Cảm ơn các con.